Ây là dân hồi bé, dân lớn lên, dân tốt nghiệp. Cuộc đời dân thật đẹp, cuộc đời dân vẫn đẹp khi dân lấy vợ. À không, vẫn đẹp cho đến khi dân lấy vợ. Dân ơi, mai nhớ đóng tiền nhà cho cô nha. Dân và vợ đã tiết kiệm tiền để mua nhà. Dân ăn chỉ dám bằng một nửa người thường. Anh nhớ để nước cho em luộc rau nhá. Dân tắm cũng chỉ dám tốn nửa nước so với người thường. Dân dùng điện cũng chỉ tốn đúng một nửa so với người thường. Làm việc vất vả, tiết kiệm vất vả, cuối cùng vợ chồng dân cũng đủ tiền để mua nhà. Thế nhưng dân lại sợ mua nhà vừa tiền nhưng không đủ tiện nghi thì sao? Chọn mua hẳn nhà xịn, dân sợ tiền ít, đi vay ngân hàng vẫn không đủ thì sao? Dân buồn rầu, dân thất vọng, dân đi trên con đường đầy lá rơi. Dòng đời xô đẩy dân ngã sấp mặt, à không, dòng người. Cái gì đấy? VinCity, nhà tốt, giá tốt, tiền vay dễ dàng. VinCity ơi, dân tới đây. Có ngôi nhà tiện nghi dân ao ước, giá cả hợp lý dân không ngờ trước. Có VinCity tính đường tính nước, biết số tiền vay được tối đa. VinCity mời dân qua chọn nhà. Tiền không cần nhiều, vẫn có nhà hàng hiệu. VinCity, đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa.